Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này đây Isave chị họ bà cũng đã chịu thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thật cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, chúng ta biết rằng Tòa Thánh đang trong tiến trình tìm hiểu để tuyên phong Đức Cụ Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần là hiện thánh. Tôi có quen một người bạn mà rất là thân với Đức Hồng Y, có kể rất là nhiều chuyện, nhưng có một câu chuyện thế này. Một bữa nọ vừa ăn sáng xong, mấy người ngồi quanh bàn và đang ăn trái cây. Và vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện. Trong đó có câu chuyện là làm sao lên thiên đàng, và lên thiên đàng thì ước mơ cái gì nhiều nhất. Người thì nói ước mơ lên trên đó được bình an, người thì nói lên đó được chiêm ngắm Chúa luôn mãi, người thì nói lên đó được hạnh phúc đời đời, còn gì bằng nữa. Đồng Y Thuần lúc đó đang ăn một trái na mà hạt rất là nhiều. Ngài nói thế này: mình muốn làm sao mà lên thiên đàng, ăn na mà không có hạt. Câu chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng mà đối với chúng ta cũng đáng để chúng ta suy nghĩ. Lên thiên đàng ăn na không hạt, tôi nghĩ rằng chuyện đó chắc là dễ dàng thôi. Đối với con người chúng ta, chẳng hạn 300 năm trước, làm gì chúng ta nghĩ đến những cái bóng đèn thế này. Ông bà tổ tiên chúng ta không bao giờ nghĩ đến những bóng đèn mà sáng đẹp thế này, tiện nghi thế này. Những cái chuyện này là không thể. Hay là cách đây khoảng độ 200 năm chẳng hạn, thì có ai mà dám nghĩ đến rằng những chiếc máy bay bay trên trời để cho phép chúng ta chu du từ nước này đến nước khác. Hay là cách đây khoảng độ 150 năm, có ai nói rằng con người chúng ta đặt chân lên mặt trăng? Điều không thể. Hay là cách đây khoảng 100 năm, ai mà nói đến Internet, có lẽ người ta nói rằng người đó là người điên. Tuy nhiên, những chuyện không thể
trong quá khứ, lại có thể trong hiện tại và tương lai có rất là nhiều điều khác nữa sẽ xảy ra. Đối với con người chúng ta mặc dù giới hạn bởi sức khỏe, bởi tài năng, bởi kiến thức, tuy nhiên con người chúng ta đã có thể làm được nhiều chuyện. Một cái điều mà chúng ta biết chắc chắn, làm được nhiều chuyện không có nghĩa rằng con người chúng ta có thể làm được mọi chuyện. Chỉ có Thiên Chúa làm được mọi chuyện mà thôi, còn con người chúng ta cho dù làm được nhiều chuyện nhưng mà luôn luôn có giới hạn. Chúng ta sẽ mãi mãi không hiểu được vũ trụ vĩ mô là thế nào, vũ trụ vi mô là thế nào, hay là con người của chúng ta không bao giờ chúng ta hiểu nổi được. Hôm nay mừng lễ Mân Côi, chúng ta vừa nghe bài tin mừng Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Rất là nhiều ý trong bài tin mừng, nhưng ở đây tôi xin chia sẻ một câu thôi, câu ở Luca chương 1 và câu 37. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Hay là nói một cách gọn hơn, đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Chúng ta nên nhớ rằng Kinh Thánh không nói nhiều về Đức Maria, không dành nhiều trang để nói nhiều về Đức Maria, nhưng mà chúng ta nhận ra tầm quan trọng của Đức Maria trong chương trình Thiên Chúa cứu độ. Trở lại với cựu ước, trở lại với tổ tiên của Đức Maria, của Thánh Giuse, của Đức Giêsu sẽ trở mặt nhân loại, chúng ta thấy những điều mà trong cái nền văn hóa Do Thái nói riêng hay là nền văn hóa Trung Đông nói chung là không có thể, nhưng mà lại có thể. Chẳng hạn khi chúng ta đọc về gia phả của Đức Giêsu ở Matthew chương 1 hay ở Luca chương 3 thì chúng ta cũng thấy được trong đó có những chuyện mà rõ ràng không nên bỏ vào, nhưng mà Thánh Ký Matthew và Luca vẫn bỏ vào. Chẳng hạn bốn người phụ nữ không ra gì lại đặt trong cái gia phả liên quan đến Đức Maria, Thánh Giuse, liên quan đến Đức Giêsu. Ví dụ Judas lấy Tama là một người ngoại tình, hay là Sa-môn lấy Ra-kháp là con điểm ở Jericho, hay là Boaz lấy Ruth chẳng hạn. Ruth là dân Moab, là dân ngoại. Rồi đến thời các vua cũng vậy, chúng ta thấy ví dụ như vua David lấy bà Bathsheba, vợ của Uriah chẳng hạn. Thì rõ ràng những người phụ nữ này không những đưa vào ở trong tiểu sử nữa, nhưng mà những người phụ nữ đối với tâm thức của những người Trung Đông, tâm thức của người Do Thái thì rõ ràng không ra gì, nhưng mà các thánh ký vẫn đưa vào. Và khi đưa vào như vậy, chúng ta thấy có ba cái ý tưởng thần học căn bản chúng ta cần để ý. Ý tưởng thứ nhất đó là chương trình của Thiên Chúa không chỉ có cho dân Do Thái mà thôi, mà cho tất cả mọi người, cho dân ngoài nữa, mà trong đó bà Ruth là đại diện. Rồi chương trình của Thiên Chúa không chỉ có quan tâm đặc biệt đến người nam mà thôi, mà người nam, người nữ, bình quyền, bình đẳng, mọi mặt giống nhau. Chúng ta nên nhớ rằng trong xã hội chúng ta hôm nay, trên thế giới này, cái sự phân biệt nam nữ vẫn rất là rộng, đặc biệt ở các nước Trung Đông. Như vậy, trong Thiên Chúa không phân biệt Do Thái hay là dân ngoại, nô lệ hay là tự do, người nam hay là người nữ. Cũng như vậy, tương tự như vậy, cái điểm thứ ba liên quan đến người thánh và tội lỗi đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Nói tóm lại, chương trình của Thiên Chúa là cho mọi người trong mọi thời và khắp mọi nơi. Rồi Thiên Chúa còn làm nhiều điều không có thể đối với con người, nhưng mà có thể đối với Thiên Chúa, chẳng hạn liên quan đến những người phụ nữ sinh con một cách lạ lùng trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy được những người phụ nữ mà tuổi đã già rồi, xét trên mặt sinh học thì không tài nào có thể có con được, nhưng mà vẫn có con. Chẳng hạn bà Sarah sinh Isaac, rồi bà Anna sinh Samuel, hay là bà vợ của Moniac sinh Samson, hay là gần với Đức Giêsu bà Elizabeth sinh Gioan Thầy Giả. Toàn là những cái chuyện không thể đối với con người, nhưng mà có thể đối với Thiên Chúa. Còn trường hợp Đức Maria, một trường hợp quá đặc biệt. Bài tin mừng cho chúng ta thấy ở Luca chương 1 câu 34, khi mà Đức Maria đang bối rối
việc đó xảy ra cách nào vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Thì sứ thần Gabriel nói rất là rõ, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bao phủ bà. Đấng sẽ sinh ra là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Quả thật, việc sinh hạ Đức Giêsu là việc xảy ra có một lần thôi trong lịch sử nhân loại, một trường hợp đặc biệt mà có thể nói rằng không bao giờ có ở đâu đó, một cái trình thuật ở đâu đó mà có như vậy. Quả là không có thể đối với chúng ta, nhưng có thể đối với Thiên Chúa. Xét về cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy Thiên Chúa làm những việc không có thể. Bởi vì Đức Maria vừa là thụ tạo của Thiên Chúa, lại là mẹ của Thiên Chúa. Đức Maria vừa suy gẫm lời Chúa, nhưng lại vừa cưu mang lời Chúa là Đức Giêsu Kitô trong lòng mình. Đức Maria vừa là mẹ của Đức Giêsu, đồng thời cũng là môn đệ của Đức Giêsu. Đức Maria là mẹ giáo hội, nhưng mà đồng thời Đức Maria cũng là thành phần trong giáo hội. Đức Maria thánh thiện, nhưng mà chúng ta thấy Đức Maria sống trong nền văn hóa tội lỗi. Đức Maria đã tham dự vào môi trường tội lỗi, môi trường của văn hóa Adam Eva mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay. Rồi Đức Maria đầy ân sủng, chúng ta nghe Luca chương 1 câu 28, kính chào bà đấng đầy ân sủng. Xét về mặt logic, nếu mà đầy ân sủng thì không phải đương đầu với những khó khăn, với những đau khổ, nhưng mà chúng ta thấy Đức Maria cuộc đời đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ. Cuộc đời của Đức Maria là cuộc đời mà chúng ta có thể tóm lược trong ba cái thì. Cái thì thứ nhất đó là Đức Maria luôn tin tưởng vào lời Chúa. Tức là trước khi cưu mang Đức Giêsu là lời Chúa nhập thể thì Đức Maria đã là một con người suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh, tin tưởng vào lời Chúa. Thứ hai, đó là Đức Maria cưu mang lời Chúa, tức là không chỉ có cưu mang lời Chúa trong Kinh Thánh mà cưu mang lời của các lời, lời toàn thiện, lời mà coi như kiện toàn tất cả các lời, đó chính là cưu mang Đức Giêsu và tiếp tục hành trình với Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta nghe bài đọc 2 thư gửi tín hữu Galata của Thánh Phaolô tông đồ, chương 4 câu 4 đến câu 7, chúng ta thấy đó, tức là nhờ Đức Giêsu, Đức Maria cưu mang Đức Giêsu mà chúng ta được ơn gọi trở thành con cái Thiên Chúa. Như vậy chúng ta không chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa mà chúng ta trở thành dưỡng tử, tức là nhờ Đức Giêsu chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Hơn nữa, trong hành trình trần thế của Đức Giêsu, chúng ta thấy Đức Giêsu gọi chúng ta là bạn. Và sau này với suy tư của Thánh Phaolô, Đức Giêsu là trưởng tử, tức là Đức Giêsu là anh cả của tất cả chúng ta. Một vị Thiên Chúa toàn năng toàn thiện lại trở nên bạn của chúng ta, trở nên anh của chúng ta, quả là điều kỳ diệu, điều không thể đối với chúng ta, nhưng mà có thể đối với Thiên Chúa. Mọi người chúng ta hãy học nơi Đức Maria trong việc tin tưởng vào lời Chúa, cưu mang lời Chúa, vâng phục và thực thi thánh ý Chúa. Để kết luận, chúng ta cầu xin Chúa thương cho mọi người chúng ta ý thức hơn về cái từ có thể trong cuộc sống chúng ta. Trong cuộc sống có rất là nhiều cái từ chúng ta quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần quan tâm cái từ có thể. Bởi vì đối với chúng ta, trước những đau khổ, trước những khó khăn, chúng ta nhiều khi than trách bởi vì chúng ta quên đi cái từ có thể. Chúng ta không làm được, nhưng mà chúng ta nên nhớ đối với Chúa là có thể. Do đó chúng ta cần quan tâm cái từ có thể trong đời sống chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cần noi gương Đức Maria để rồi chúng ta biết tin tưởng vào lời Chúa, cưu mang lời Chúa trong đời sống chúng ta, rồi vâng phục và thực thi theo thánh ý Chúa. Bởi vì trong xã hội có rất là nhiều lời, thì nếu chúng ta không tập trung vào lời Chúa thì chắc chắn là chúng ta sẽ cưu mang lời của ông hàng xóm, cưu mang lời của các phương tiện truyền thông. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta loại trừ các cái lời khác, nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây, khi mà chúng ta tin tưởng vào lời Chúa, cưu mang lời Chúa, vâng phục và thực thi
theo lời Chúa, thì tất cả những cái lời khác được đồng hóa, được định dạng một cách tốt hơn. Còn nếu chúng ta đặt ưu tiên cho lời Chúa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi từ cái sai này đến cái sai khác. Và một điểm cuối cùng, cùng nhau chúng ta nhớ lời của sứ thần Gabriel nói với Đức Maria trong Luca chương 1 câu 37 hôm nay, tức là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ mân côi, xin Chúa thương luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn.